Ngày xưa, trong thành Xá Lệ, có một người nhà rất giàu, tên là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, liền đến một nhà bà La Môn, xin bốc một quẻ, xem sau này có sinh được đứa con trai hay con gái nào không. Nhưng họ vô cùng thất vọng khi nghe bà trả lời rằng, suốt đời họ sẽ không có con. Sư Chất nghe thế không chịu tin, lại đi tìm một ông thầy tướng số khác, cao tài ấn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, xin bốc quẻ. Lạ thay, vị thầy tướng số này vốn được mọi người tôn kính và khen ngợi là thầy phán như thần, lại cũng làm cho Sư Chất thất vọng. Sư Chất đi về mà lòng phiền muộn, bỗng sực nhớ đến hai bậc thánh Thích Ca Mâu Ni, tụ nghĩ. Đức Phật là giáo chủ của trời và người, là bậc nhất thiết chí, không có gì là ngài không biết, không có gì là ngài không hiểu, tại sao ta lại không đến gặp ngài xin chỉ giáo? Nghĩ đến đây, ông bèn nhắm hướng Tinh Xá Kỳ Viên mà đi. Cung kính đảnh lễ Đức Phật xong, ông chắp tay bạch: Bạch Đức Thế Tôn Đại Bi, xin ngày thương xót chúng sinh ngu si mà chỉ giáo. Còn có chút ưu tư, năm nay đã hơn 40 mà chưa có đứa con trai nối dõi. Đó là do nhân duyên gì? Cúi xin Đức Phật khai thị. Đức Phật trả lời: Không lâu nữa, ông sẽ có một đứa con trai, vừa có phúc, vừa có đức, chỉ có điều khi nó vừa lớn sẽ xin xuất gia. Nghe tin này, Sư Chất rất đỗi vui mừng, thành tâm đảnh lễ chân Phật rồi thỉnh cầu. Cầu xin Thế Tôn và chư Tăng cho phép chúng con được cúng dường vào trưa mai, để chúng con được kết thêm thiện duyên và chồng trùng tử vào ruộng phước của Như Lai. Đức Phật nhận lời rồi, Sư Chất hoan hỉ quay về chuẩn bị đàn trai. Hôm sau, ông dẫn đầu gia nhân chân thành cúng dường Như những thức ăn ngon nhất, đẹp đẽ nhất. Đức Phật nhận cúng dường xong, thuyết một thời pháp rồi dẫn tăng chúng quay về Tinh Xá. Đi được nửa đường, Đức Phật và tăng chúng ngồi dưới một gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Bỗng từ trên cây, một con khỉ nhảy xuống, xin mượn bát của Đức Phật. Nó ôm bình bát, chạy đi thật xa rồi quay về. Trong bình bát chứa đầy mật ngọt, nó dùng hai tay kính cẩn dâng bình bát lên Đức Phật. Ngài nhận lấy và chia cho chư tăng dùng để con khỉ được nhiều phúc đức. Con khỉ thấy thế mừng rỡ nhảy nhót. Không lâu sau, nó đến ngày tận số, đầu thai làm người, sinh vào nhà của Sư Chất. Lúc nó sinh ra, trong nhà phàm có vật gì có thể chứa đựng thức ăn thì vật ấy bỗng chốc đầy ắp mật và đường. Vợ chồng Sư Chất thấy điều quái dị, bèn cho là duyên này đặt tên còn là Mật Thắng. Thời gian vùn vụt trôi mau như tên bắn, hơn 10 năm trôi qua như trong nháy mắt, Mật Thắng nay đã lớn khôn, chú bé chán ngán chuyện thế tục, xin phép cha mẹ cho mình được xuất gia. Cha mẹ hết sức vui mừng mà trả lời: Lúc con chưa ra đời, Đức Phật đã biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ con muốn xuất gia, cha mẹ rất hoan hỉ, không bao giờ cha mẹ ngăn chặn con một cách vô lý. Được cha mẹ hoan hỉ cho phép, Mật Thắng đến Tinh Xá Kỳ Viên xin xuất gia với Đức Phật. Nhờ có tiền duyên, Mật Thắng chứng quả rất mau. Một hôm, thầy đang đi trên đường độ hóa với các bạn đồng tu, cảm thấy vừa nóng, vừa khát lạ thường, ai nấy đều ao ước có một cái gì để uống. Tỳ kheo Mật Thắng bèn cầm bát tung lên trời, rồi sau đó dùng hai tay tiếp lấy bát trở về. Bấy giờ trong bát đựng đầy mật ngọt, Mật Thắng bèn chia cho chúng tăng giải khát. Về tới Tinh Xá, một vị tỳ kheo đi tìm Đức Phật xin thỉnh giáo. Bạch Thế Tôn, trong quá khứ tỳ kheo Mật Thắng đã tu phúc đức gì mà bây giờ bất cứ lúc nào ở đâu cũng có thể có đường và mật? Đức Phật trả lời: Các ông có nhớ, có một lần lâu lắm rồi, có một con khỉ đem mật ngọt đến cúng dường Như Lai và chúng tăng không? Nhờ bố thí với thiện tâm nên sau khi chết, nó được sinh ra làm người, và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật nên kiếp này nó có thể có được đường và mật ở bất cứ nơi nào và bất cứ đâu. Đức Phật nói xong, vị tỳ kheo nọ hỏi tiếp:
Bạch Thế Tôn, thế thì tiền kiếp Mật Thắng do nhân duyên gì mà bị đọa thành thân khỉ? Lúc ấy xung quanh Đức Phật có rất nhiều đệ tử Vân Tập. Ngài nhìn họ một lúc rồi đáp: Thầy ấy bị đọa xuống làm khỉ là do một nhân duyên xảy ra cách đây 500 kiếp về trước. Thời Đức Như Lai Ca Diếp còn tại thế, lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, tình cờ thấy một vị tỳ kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ. Vị trẻ tuổi bèn cười chế nhạo, bảo là dáng điệu của vị tỳ kheo kia trông giống hệt một con khỉ. Nhưng sau đó, thầy ấy tự biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị tỳ kheo mà mình đã chế nhạo. Vị tỳ kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên bị đọa xuống làm khỉ. Tuy nhiên, nhờ thắng duyên biết sám hối nên kiếp này mới được gặp Phật và được Phật độ, chứng quả A-la-hán một cách nhanh chóng. Nghe Đức Phật giảng xong, các vị tỳ kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ. Vì thế, không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói. Bởi vì luật nhân quả không bỏ sót bất kỳ ai. We'll be right back.